Chào các bạn, hôm nay mình sẽ dẫn các bạn thiết kế bố cục website với HTML và CSS. Thì đây là bài số 8 ha. Và để theo dõi được bài này, các bạn cần phải xem lại những cái video trước đó của mình trên kênh YouTube Tủ Sách Vàng về HTML và CSS. Ok, tiếp theo mình sẽ mở phần mềm Dreamweaver lên. Mình sẽ tạo bài mới 08 và mình lấy động code của những bài trước, mình dán vào cái bài 08 này ha. Đó. Sau đó mình xóa những cái đoạn code trong cái cặp thẻ body này đi và mình sẽ đặt tên cho nó là layout, thiết kế bố cục layout ha. Ok. Rồi. Thì để bố cục cho layout, đầu tiên mình sẽ phân vùng cho nó ha. Các bạn sẽ dùng cặp thẻ div để phân vùng. Đó. Trong cái cặp thẻ div này mình sẽ tạo ra những cái vùng con ha. Đó. Thì đầu tiên là cái phần header, mình sẽ dùng cặp thẻ là header. Đặt tên cho nó là header ha. Header và đóng lại. Đó. Tiếp theo là cái phần menu, mình dùng cặp thẻ navi. Đặt tên cho nó là menu và đóng lại. Rồi, bên dưới menu là cái phần nội dung ha, là content. Mình sẽ dùng cặp thẻ là article để cho phần content nó ở giữa ha. Content. Rồi, và đóng nó lại. Tiếp theo là cái phần sidebar, mình sẽ dùng thẻ là assign đó. Tên của nó là sidebar. Rồi, đóng lại. Rồi, cuối cùng là phần footer, mình dùng cặp thẻ là footer. Nội dung là footer và đóng nó lại ha. Ok. Đó. Đây. Nó có header, menu, content, sidebar và footer ha. Rồi. Ở cái thẻ div bao quanh cái phần bên ngoài á, mình sẽ đặt cho nó một cái ID ha. Là đặt tên cho nó là container. Ok. Đó. Thì đây là cái bố cục cơ bản mình chưa sử dụng CSS. Tiếp theo các bạn sẽ dùng CSS để mình hiển thị nội dung cho đẹp ha. Mình dùng cặp thẻ là style. Đó. Trong cái cặp thẻ style này, đầu tiên mình định dạng cái ID container, sử dụng dấu thăng container. Mình sẽ cho nó cái chiều rộng ha, width chiều rộng khoảng 500 pixel đi. Ok, sẽ đóng lại. Đó, chiều rộng của nó 500 pixel. Tiếp theo mình sẽ định dạng cho cái header ha, header, cái thẻ header.
thì mình cho nó cái chiều rộng là 100% ha, 100% của cái 500 pixel này. Rồi cho nó cái chiều cao, hey, chiều cao khoảng 100 pixel, và cho nó cái màu background thăng, và chọn cái màu nào đó ha, ví dụ màu này. Rồi mình sẽ đóng nó lại. Đó, thì đây là cái phần header. Tiếp theo mình sẽ làm tương tự cho những cái phần còn lại bên dưới ha. Các bạn copy cái đoạn code này và mình đưa nó vào menu. Menu là cái thẻ Navi ha, Navi. Đó, thì chiều rộng cũng là 100%, chiều cao khoảng 50 pixel, và background là một cái màu khác ha, ví dụ cái màu này. Ok, này khoảng 20 pixel thôi. Đó, rồi, và cái phần content là cái thẻ article. Đó, article. Thì cái phần content mình sẽ chia đôi cái ha, khoảng 70, chiều rộng khoảng 70% thôi. À, chiều cao cho nó khoảng 300 pixel, và một cái màu khác ha, một cái màu khác. Ok, đó, đây là phần content. Tiếp tục cái phần sidebar. Sidebar là cái thẻ là Assign. Đó, thì ở trên mình đã sử dụng 70%, thì cái sidebar mình sẽ sử dụng 30% ha, hai cái cộng lại là 100%. Ok, và chiều cao của nó cũng bằng nhau luôn, là 300 pixel, và một cái màu khác thân, một cái màu khác ha. Ok, đó. Rồi, và cuối cùng là cái thẻ footer. Footer thì mình sẽ sử dụng 100% luôn ha. Đó, và cho nó cái màu, chiều cao nó khoảng 50 pixel, và cho nó một cái màu khác, ví dụ cái màu này. Ok, đó, footer đây ha. Rồi, và để sắp xếp cái phần sidebar với lại phần content nó chung một hàng, mình sẽ dùng một cái thuộc tính là load left ha. Ở trong cái phần content, trong cái phần content này mình xem thêm một cái thuộc tính load. Load như là mình cho nó nổi ha, nổi về bên trái, load left. Ok, đó, nó nổi về bên trái ha, và cái phần sidebar này mình sẽ cho nó nổi về bên phải. Sidebar mình sử dụng là plot right. Ok, đó, hai cái nó ghép lại với nhau ha. Rồi, tiếp tục đến cái phần footer này, mình phải xóa cái thuộc tính plot đi để nó hiển thị full 100%. Thì đây mình dùng layer xóa đi ha, plot. Đó, xóa cái plot đi để nó hiển thị 100%. Ok, đó. Rồi, vậy là video kết thúc ở đây ha. Các bạn thích video này thì hãy like, share, hãy comment bên dưới để mình trả lời. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.